ta sẽ lướt qua cái mẫu điện thoại này, Oppo A57 nha các bạn. Trông rất chi là đẹp mắt và xinh tươi. Đây, giá là 315p cho cái A31 và 365p cho cái Vivo i15 nha các bạn. Trong bên ngoài thì hơi bị đẹp đấy các bạn à, nhưng mà cái giá này thì tôi nghĩ là cũng hơi chua. Nhưng dù sao thì đây cũng mới là cái giá test thôi các bạn à, nó chưa phải là cái giá chính thức, nên chúng ta sẽ không có phải lo lắng về cái vấn đề giá cả này. Tôi vừa nhìn thấy một chiếc xe Honda Moto, ta xem sản phẩm này được chào bán tại Philippines các bạn ạ, với giá 75p. Tất nhiên là đây là cái giá test thôi các bạn nhé. Thì chúng ta cũng đều đã biết đây là giai đoạn đang test hàng. Trông nó giống như một cái xe đua, ngoại hình thì rất thể thao các bạn nhé, cũng khá là ok. Giá 75p nếu như mà ở ngoài thì cũng mua được 75p. Với cái mức đào bây giờ thì các bạn đào khoảng hơn 3 tháng. Ủa? Nhầm, xin lỗi. Một tháng khoảng tầm 15p thì nó cũng phải 5-7 tháng, 5-6 tháng là mới được này. Tôi mới nhìn thoáng thấy một cái sản phẩm của Việt Nam. Khẩu trang KF94. Nơi giao hàng Việt Nam. Khẩu trang này thì được đăng với giá chào là 5p các bạn ạ. 5p không biết cho một hộp hay là cho một thùng. Nhưng mà cái giá này thì cũng chỉ để tham khảo thôi các bạn nhé. Lúc này thì chúng ta không có nên nói về cái đôi chuyện đắt rẻ ở đây, tại vì nó là đang cái giai đoạn test. Nhiều khi đại lý hoặc là các shop bán hàng họ chỉ up lên và đưa bảy cái giá lên thôi, chứ còn nó cũng không phải là cái giá để bán hàng. Tôi lại nhìn thấy tiếp một cái sản phẩm của Việt Nam các bạn ạ. Ta xem nó là cái gì. Này là máy đo nồng độ oxy, cũng được báo giá là 5p. Nơi giao hàng ở Việt Nam. Cái này nó kẹp vào ngón tay để ta đo nồng độ oxy trong máu nếu trường hợp có mắc Covid hoặc là một cái bệnh gì về máu, sợ thiếu máu. Nói chung mấy hôm nay thì tôi thấy đa số cái sản phẩm của Việt Nam thì có giá pi là rất cao các bạn nhé. Sản phẩm bán giá rất cao nhưng cái giá trị thì nó lại không quá lớn. Còn đây là một cái sản phẩm gì mà nó giống như cái bánh xe các bạn ạ. Ta xem thử xem nào. Nó giống như cái lốp ô tô. À, cái lốp cái xe này là cái xe đua địa hình. À, cái xe đua này trong TV ta hay thấy nó đua các cái giải đua xe. Không biết là cái giải gì Nhật với lại Mỹ nó hay đua. Tôi cũng không xem cái giải đó. Nhưng mà thấy cái xe này quen, kêu nó là cái xe bỏ xít. Xe này nó chạy thì thường tốc độ mấy trăm km trên giờ không à. Đây cũng là một cái bánh xe này các bạn. Đúng rồi, cũng là cái vỏ xe đó, ô tô. Bây giờ vỏ xe ô tô đã xuất hiện thì tôi nghĩ cũng không lâu sau thì ô tô sẽ xuất hiện trên Pichenmon. Chúng ta có quyền hy vọng như vậy và tôi nghĩ nó sẽ có như vậy.